bao tròn đó đó thì được gọi là cái phần, cái phần van đó mà tôi thiết đối, ví dụ đây nè, đây nè, cái này gọi là mà tôi thiết đến nè, có cái chân hồng vô đó phải gọi là cái van không? Ờ, cái chân hồng vô là cái van á. Còn còn cái phần mà xoan dưới vỏ là cái phần mà trắng trắng mà nằm ở phía dưới của cái lớp vỏ sơ này nè đó. Còn cái phần mà được cái xoan xoan quanh nang á, là nó quanh nang đúng không? Hơi khó. Ờ, thì kiếm cái nang á, xoan quanh nang đây nè, đây nè, mấy cô nói xoan quanh nang là thích rồi, để mở công tớ kéo lên phía trên nó có đây nè, xoan quanh nang là những cái xoan sẽ làm và nó đi đổ sẵn vô đây là xoan tủy. Vậy hả? Cô nói vậy á. Còn những cái này là cô nói là những cái dây sơ, trong cái dây sơ nó có những cái mạch máu đây. Mạch máu hả? Mạch máu xanh lên sơ. Có. Có những cái lỗ đây là mạch máu.